Sạc không dây nhanh nhất thế giới, Xiaomi vừa chính thức trình làng công nghệ sạc không dây mới với tên gọi Mi Charge Turbo. Đây là công nghệ sạc hiệu suất cao và là công nghệ sạc không dây 30W đầu tiên trên thế giới. Theo Xiaomi, công nghệ sạc không dây này có thể sạc một viên pin smartphone từ 0 lên 50% chỉ trong vòng 25 phút và sạc đầy 100% pin chỉ trong 69 phút, không chỉ là công nghệ sạc không dây nhanh nhất thế giới hiện nay, Xiaomi cho biết công nghệ Mi Charge Turbo của mình còn có hiệu suất chuyển đổi 98%. Điều này giúp đảm bảo nhiệt độ của pin luôn trong tầm kiểm soát trong khi sạc, để không bị tăng nhiệt độ quá nhiều làm ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Chiếc smartphone đầu tiên được trang bị công nghệ sạc không dây 30W sẽ là Mi 9 Pro 5G. Phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone Mi 9 được Xiaomi ra mắt hồi tháng 3 vừa qua. Các thông tin bị dò dỉ về sản phẩm cho biết Mi 9 Pro 5G sẽ có màn hình 6,4 inch công nghệ AMOLED, sử dụng chip Snapdragon 855 Plus cao cấp nhất của Qualcomm và thỏi pin dung lượng 4000 mAh. Cùng với việc ra mắt công nghệ sạc không dây 30W, Xiaomi cũng đã giới thiệu hai phụ kiện sạc không dây mới đó là 30W Fan Google Wireless Charging Stand và 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad. 30W Fan Google Wireless Charging Stand sở hữu thiết kế mang đến sự tiện dụng khi xem và sử dụng điện thoại trong khi sạc. Sản phẩm này cũng trang bị thiết kế ống gió đứng để không khí có thể đi thẳng đến điện thoại giúp cải thiện khả năng tản nhiệt trong khi sạc.